phần mà phối đồ thì Mỹ Khôi có khả năng thẩm mỹ hơn, thì chúng tôi hỏi ý kiến của Mỹ Khôi và nhờ Mỹ Khôi góp ý nhiều hơn. Em để cái đôi giày này cái chỗ đồ của em, xong rồi em quay lại em mất tiêu giày, xong rồi xin lại. Linh đã lấy đôi giày đó trước rồi, lúc đó thì mình đang mải mê để chọn đồ và check lần cuối cho tất cả mọi người trong team. Thì sau khi mà mình quay lại thì mình đã mất đôi giày rồi, và mình xuống dưới thì mình thấy nó đang nằm trên cái khu vực đồ của team Mỹ Khôi. Em thì chỉ biết là đôi giày nó nằm ngay trên bàn và em lấy luôn. Chị nên nhường cho em đi, mày có dài không? Có, em sợ giờ mình quen rồi. Chị lấy trước từ đầu rồi. Cái khu vực mà Khôi lấy được đôi giày là khu vực dành cho trang phục phụ kiện. Tất nhiên Khôi phù hợp với trang phục của Khôi thì Khôi lấy thôi. Nhưng mà trên bàn nó đồ của chị, là cả quần áo, túi của chị luôn. Em hỏi tất cả mọi người coi xem. Em lấy phải hỏi chứ thực sự là rất là tức giận. Linh, con nghĩ là các bạn có những cái thái độ như vậy. Chị đã để khu vực đồ của chị rồi. Nhưng mà chị có ghi là khu vực đồ của chị hay không? Ví dụ em cứ lấy, em thấy xung quanh có ai đứng thì em hỏi mọi người chứ. Ô, lạ quá, cái lập luận hơi bị lạ không. Cái vấn đề là nằm ở cái khu vực đó là khu vực để phụ kiện và tất cả mọi người là cùng nhau lấy. Chị phải giữ cái đồ trên tay của chị. Thôi cảm thấy rất là vô lý nên là Khôi vẫn quyết giữ là đôi giày. Cuộc thi là tự văn minh chứ không phải là lấy đồ của nhau. Trong cuộc thi mình phải tự giữ đồ của mình. Mình chỉ muốn nói rõ cho Khôi biết đây là cuộc thi nhưng mình phải cạnh tranh văn minh và lịch sự. Thôi, em có cách giải quyết rồi, bây giờ có thêm một đôi nữa. Đây có hai đôi này. Thôi cái đó chịu, chị mang cho. Ok. Chị nha chị. Ok fine, Linh sẽ mang đôi giày chật hơn. Mình muốn kết thúc cái cuộc cãi vã này bởi vì mình đến đây mình thi chứ không phải là mình tạo những câu chuyện như vậy. Cái đồ đó trên người của mình thì mới là của mình được, còn để ở ngoài không thể nào nói là của mình và đến đây và đòi đồ như vậy được.